Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Nhận ra mình là hoàng tử sau 60 năm làm con nuôi. Cho đến gần cuối cuộc đời, ông Kay William, một thương gia tại miền Nam xứ Quay, mới nhận biết mình là hậu duệ của một vị vua tại Mã Lai. Kay được ông bà William nhận làm con nuôi từ lúc mới 2 tuổi. Bây giờ ông đã 64 tuổi, tiếp quản công việc kinh doanh than của dưỡng phụ. Nhưng nào biết rằng có dòng máu hoàng gia đang chảy trong huyết quản của mình. Và người cha đầy quyền lực sống ở một nơi xa hàng ngàn cây số. Cho đến lúc ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, khi cố gắng tìm lại gia đình ruột thịt, ông mới nhận ra gốc gác cao quý của mình. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn, vì thân phụ ông, hoàng đế Berat đời thứ 33, đã băng hà cách nay 30 năm. Sự thật được tiết lộ khi ông tìm được người mẹ đẻ, bà Elizabeth Rosa. Bà từng làm y tá tại quận hạt Surrey, Anh Quốc. Trong thời gian thực tập điều dưỡng, bà gặp một thanh niên tuấn tú người Á Châu đang theo học tại London và bà có thai với người mình yêu. Bởi cái thai trong người, bà buộc phải trở về quê hương tại Llanelli. Đến khi quay trở lại Surrey, Elizabeth không tìm thấy người đàn ông mình đã trao thân nữa. Bây giờ, ông đã trở về nước và trở thành vua Al-Mahum Sultan Idris Ibni Iskandar Shah, tức hoàng đế Berat, trị vì từ năm 1963 đến khi bị bệnh tim và qua đời năm 1984. Kay Williams bây giờ đã có 3 con và 6 đứa cháu. Mới đây, ông đến Malaysia để thăm lăng mộ của cha mình. Dù gặp rất nhiều khó khăn với gia đình bên nội, vì họ sợ ông giành lại tước hiệu hay tài sản gia đình. Nhưng vị hoàng tử không được công nhận này cho biết tất cả những gì mình cố gắng thu nhập không phải là tiền của, mà chỉ để rõ ràng hơn về nguồn cội mà mình đã đánh mất suốt hơn 6 thập niên qua. Suy nghĩ đến thân phận của kiếp nhân sinh, chúng ta có bao giờ tự hỏi: tôi là ai? Tôi đã đến từ đâu? Tôi được sinh ra trong trần thế này với mục đích gì? Và cuối cùng, rồi tôi sẽ về đâu? Trả lời được những câu hỏi đó hẳn sẽ dẫn ta đến tận cùng của chân thiện mỹ. Nhưng có mấy ai đã tìm được hết lời giải đáp? Văn nhất đoạn 3 câu 1 chép rằng: hãy xem tình yêu Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tuyệt diệu dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, vì thế gian không biết Ngài. Muốn thật hết lòng,